Dạ em Hoa Lan Thương Mại xin mến chào tất cả quý cô chú bác, anh chị em bạn bè Hoa Lan trên toàn quốc ạ. Hôm nay thì em lên siêu phẩm của bác, đó là quế lá nhăn, quế trắng tháng 8, và nó là dòng lá nhăn phải lá gần 6 sen cô chú bác anh chị nhé. Trà sạch chuẩn đất trà Tân Cương Thái Nguyên nhà em có mức giá từ 250k 1kg, 500-700 thì trà cực kỳ là ngon các nhá, chỉ cần uống một lần là nhớ mãi. Số điện thoại là 0372094157 cô chú bác anh chị nhé. Quế này, nhạn này, phải rồng này, đuôi chuồn, đuôi cáo con nha, tất tật luôn. Đây ạ, à, em lên cho các bác. Đây em lên cho các bác chậu quế trắng tháng 8 này. Khó ngắm quá nhỉ. Bản lá của em này là gần 6 sen các bác nhá. Rụt đẹp. Đấy, nó là quế lá nhăn các bác nhá. Quế lá nhăn. Đẹp lắm các bác đây. Đấy, chậu quế này là chậu quế lá nhăn các bác nhá. Cái này là màu vào màu lá các bác nhá. Kiểu như là nó ăn nắng á, chứ không phải là nó nằm sau nhá, màu lá đấy, đẹp lắm. Lá nhăn xếp rụt cô chú bác anh chị nhá. Lá nhăn xếp rụt này. Đấy, cực đẹp luôn. Đây là cây quế VIP. Đấy, bản lá này thì những cái bản lá này nó cực hiếm rồi các bác nhá. Mà đây là hình mai là để ăn nắng ăn mưa đấy các bác ạ, chả chăm gì đâu. Nếu mà chăm được em này đẹp lắm. Cái thân của nó dài từ đây sang đây các bác nhá, nằm dài trên cái chậu này. Đấy, mình có thể kích con được các bác nhá. Con được, bên này một cây nữa các bác nhá. Mình kích con được. Cái này phải để ăn nắng thì lá nó mới đẹp các bác nhá, lá đẹp nhăn và các bác chăm được nó mới đẹp. Em treo gốc chuối, cái cây này là của anh bạn treo gốc chuối các bác nhá. Treo gốc chuối chả chăm gì. Đấy, vì anh cắt dàn nó lan rồi anh treo gốc chuối. Chả cho ăn gì luôn. Hôm qua về em mới bỏ phân chuồn quế này. Mới bỏ phân chuồn quế hôm qua. Các bác nhá, đẹp lắm. Đấy. Bác lấy chậu này nhá, em để giá là 1.800.000. 1.800.000 cho chậu quế lá nhân bản lá gần 6 sen của chú anh chị nhá. Đang nụ nhá. Em thấy nứt nụ rồi. Đấy, nứt nụ rồi. Đếm lá từ cái đoạn này thôi. Thực ra cây này nó là một cây con ấy, còn cây mẹ nữa, cây mẹ tách ra bán rồi. Chứ một cái thân này đấy. Các bác nhá, 1.800.000. Rồi Thanh Mai lên chậu quế trắng số 2 cho các bác sưu tầm nhá. Đẹp lắm. Cái này một mẹ hai con con nhá, hai con. Con của nó mít đẹp các bác này, rụt đẹp. Đấy. À quên không nói với các bác. Quế này là quế Hòa Bình các bác nhá. Quế Hòa Bình đấy, đẹp cực kỳ luôn. Đây ạ, chậu này các bác nhá. Chậu này tới đây hoài phê cực luôn các bác ạ. Đây hôm nay để giá cực yêu thương các bác nhá, 900 thôi. Đấy, chậu quế này em lên giá là 900 thôi các bác nhá, 900. Đẹp quá cả nhà này. Ôi dồi ôi, phê tết luôn, hai cái con rất tiềm năng các bác này. 900 cô chú bác anh chị nhá. Rồi em lên cái này là nguyên một khúc nguyên bản các bác này. Khúc nguyên bản nhá. 2, 3, 4, 5 ngọn. 5 ngọn to các bác nhá. Đẹp lắm. Đây ạ, à, 5 ngọn to. À 6 ngọn, đây một ngọn nữa. Cái này nguyên bản này. Đây nhá, cái khóm này thì mai để giá cực yêu thương cho các bác này. To cực kỳ luôn. 6 ngọn. Đấy. Đây các bác này. Dễ nòn nó ra rồi, đẹp lắm. Đây ạ. À. Đây này cô chú bác anh chị lên giúp Thanh Mai là 750. 750. Đây ạ, à, dề quế này Thanh Mai lên các bác giá là 750k nhá. 750 ạ, à, cực đẹp luôn. Rồi em lên cho các bác cái dòng hoa lan vẩy rồng các bác nhá. Các sưu tầm đi sắp đến mua hoa rồi các bác nhá, hoa tháng 5 tháng 6. Đây ạ, à, rất là nhiều thân, cái hàng này thuần rồi, các bác về đặt sang cái chậu khác cực đẹp luôn. Và cái hoa này nó rất là bền đúng không nhá, 2 tháng luôn ạ, à, 2 tháng nó chưa thấy gì. Và khi mà nó nở hoa ấy các bác ạ, à, chùm hết lá luôn thì không thấy luôn các bác ạ, à, bông chùm hoa rất là dài. Đẹp lắm, mà bông của nó không bé không nhá, bông rất to, đẹp. Đẹp lắm, nói chung dòng này đẹp lắm. À, chậu số 1 này em lên là 420 không nhá, 420 cực đẹp. Chậu số 2 thì lá nó mít đẹp cực luôn này các bác này. Đẹp không? Số 2 lá nó mít các bác nhá, số 2 cũng là 420 các bác lấy chậu nào thì lấy.
Được rồi, bác nào chưa có dòng lan này thì phải sưu tầm nhá, quá đẹp luôn. Em lên cho các bác cái kiều trắng nhá. Đấy, kiều trắng Thái này. Em thuần ở vườn rồi các nhá, đặt ở vườn rồi. Cái mặt hoa em để trên bài ấy, mặt hoa bé ấy, cái chậu một hoa ấy là hoa ở trong vườn các nhá, hoa tại vườn mình đấy. Đấy. Còn cái mà chậu nhiều hoa đấy là chậu bên Thái. Đẹp lắm. Mình lấy hai chậu về là một chậu quá trồng lên cái chậu gỗ đài sen rất là đẹp. Đây ạ, 280 một chậu nhá. 280k một chậu ạ. Rồi em lên cho các bác cái chậu nhạn và hoa vàng lưỡi trắng nụ đang to rồi các bác này. Đấy, rất đẹp. Cái này thì sang năm mình sẽ ngắm bông hoa to hơn các bác nhá. Đấy, sang năm sẽ được bông hoa to dài hơn. Trong này rất là dễ trồng, dễ chăm các bác nhá. Chỗ này em lên giá là 350k, 350 cả nhà nhá. Đấy, đẹp lắm này các bác này, chưa bác nào lấy nhỉ, hôm qua em cũng lên này. Chỗ này 6 ngọn này. Em để giá 300 thôi các nhá. Đây này. Hàng em thuần được 3 năm rồi các nhá, đẹp lắm. Bác về cái này treo thôi, đẹp lắm. 300 nhá, sang năm mình sẽ ngắm được nhiều hoa hơn. 300 ạ. Chỗ đôi cáo vip này em lên hôm nay để giá yêu thương cho các bác nha. Cực kỳ yêu thương. 6 ngọn to. Sắp nở hoa rồi các bác này. Em để giá là 1.400.000 thôi nhá, 1.400.000, đẹp cực kỳ luôn. 1.400.000 chậu đuôi cáo vip này cô chú bác anh chị nhá. Đẹp lắm. 1.400.000.